Thưa quý vị, từ ngày hôm nay 28 tháng 8, thành phố Đà Nẵng bố trí 30 container bán hàng thực phẩm hỗ trợ người dân. Ngay trong buổi sáng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng đã đi kiểm tra một số điểm đặt container bán hàng trên địa bàn thành phố. Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng đã đến kiểm tra và động viên lực lượng công an làm nhiệm vụ tại các điểm container đặt tại các điểm ngã ba đường 2 tháng 9, Bình Minh 4, quận Hải Châu, số 19D, đường Nguyễn Sinh Sắc, số 5 đường Nguyễn Đình Trọng, quận Liên Chiểu. Tại các điểm đến thăm, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực, tinh thần trách nhiệm của lực lượng công an thành phố đã trực tiếp quản lý các điểm container bán hàng phục vụ nhu cầu người dân. Với tinh thần đảm bảo cung ứng đầy đủ nhu yếu phẩm cho người dân, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng yêu cầu lực lượng làm nhiệm vụ phát huy sự cơ động của các điểm container bán hàng, cập nhật kịp thời danh sách các thực phẩm người dân có nhu cầu để kịp thời phân bổ cho các hộ dân, lực lượng cảnh sát khu vực phát huy tối đa vai trò tại cơ sở, bám sát tình hình tại khu dân cư để nhanh chóng hỗ trợ người dân, không để xảy ra tình trạng bị động. Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng cũng đã đến kiểm tra một điểm bán hàng lưu động bình ổn giá trên địa bàn phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu. Bí thư Thành ủy yêu cầu địa phương phải đảm bảo các yêu cầu phòng chống dịch trong quá trình bán hàng. Tại đây, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng cũng đã động viên và thăm hỏi các tổ trưởng tổ dân phố đang lấy hàng để về phân phối cho các hộ dân. Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực của tổ trưởng tổ dân phố cũng như ban điều hành khu dân cư đã phát huy tinh thần trách nhiệm, chung tay cùng thành phố đảm bảo cung ứng thực phẩm cho nhân dân trong những ngày thực hiện siết chặt các biện pháp phòng chống dịch.